Bộ ảnh cực nét của Maidora xứng đáng là MC quyến rũ nhất làng Liên Minh. Maidora không còn là gương mặt xa lạ với cộng đồng. Theo đó, với nhan sắc nổi bật, cô đã sở hữu danh tiếng, vị trí nhất định và được nhiều người yêu ái gọi là MC quyến rũ nhất làng Liên Minh. Vừa qua, việc cô công khai chuyện tình cảm với tượng đài trên bàn caster là bình luận viên Văn Tùng càng khiến dư luận đứng ngồi không yên và dành tặng cặp đôi nhiều lời chúc phúc. Cho đến mới đây, cô tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt khi tung bộ ảnh cực nét, khoe trọn được nhan sắc quyến rũ, gợi cảm trừ danh. Qua những khoảnh khắc được đăng tải, vô cùng quyến rũ, gợi cảm, khoe triệt để lợi thế hình thể. Trong đó, phần cúp ngực giúp cô khoe vai trần, xương quai xanh quyến rũ. Chi tiết triệt eo cũng giúp nữ MC tôn được vòng hai phẳng lì, đẹp đến siêu thực. Tuy nhiên, để cân bằng lại, chiếc chân váy bèo nhún giúp tổng thể trở nên mềm mại, nữ tính hơn, nhưng cũng giúp cô tôn được đôi chân thon dài miên man. Cùng sắc vóc nổi bật, nhan sắc xinh đẹp, thì thần thái ngút ngàn của cô cũng khiến nhiều người suýt xoa, khen ngợi. Có thể thấy, gương mặt với những đường nét khả ái, ấn tượng cùng sự sang chảnh trừ danh cũng nhận được cơn mưa lời khen của công chúng. Hiện nay, Maidora là một trong những bóng hồng với danh tiếng khó có thể thay thế trong làng Liên Minh, nhờ nhan sắc nổi bật, khó bị xóa ngôi. Đặc biệt, chuyện tình hạnh phúc viên mãn của cô bên bình luận viên Văn Tùng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ được coi là cặp đôi được yêu thích bậc nhất của làng Liên Minh Việt Nam.